Thưa quý vị, ngay sau đây thì Hà Nội 18 giờ sẽ gửi tới quý vị những thông tin về văn hóa. Lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 sẽ diễn ra vào tối ngày 17 tháng 4 tại Văn miếu Quốc Tử Giám và được truyền hình trực tiếp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Tại cuộc họp báo sáng nay, Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, chuỗi hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 với các thông điệp: sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay, mua sách thật, sách hay, mắt đọc, tai nghe. Trọng tâm từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 với các sự kiện chính như lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc biệt. Điểm nhấn là lần đầu tiên ra mắt bộ sách 3D và bộ phim Mapping về truyền thống tôn sư trọng đạo hiếu học sẽ được trình chiếu trên nền công trình kiến trúc Bái Đường. Khai mạc triển lãm các bộ sách quý về di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc Tử Giám, ảnh và sách về đất nước con người Việt Nam trên các phiên bản điện tử hiện đại và các ấn bản trực tiếp. Dự kiến có khoảng 60 đơn vị tham gia, trưng bày và giới thiệu cho bạn đọc trên 40.000 đầu sách có giá trị. Hội chợ sách chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 cũng sẽ có nhiều sự kiện tọa đàm, giới thiệu sách, giao lưu tác giả, tác phẩm nhằm cung cấp cho bạn đọc và du khách tham quan nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân.